Bán áo thun trên Amazon theo kinh nghiệm kinh doanh bán áo thun của mình trên Amazon ở Mỹ thì có 3 cách bán áo thun trên Amazon. Cách thứ nhất là bạn đẩy cái lô hàng áo thun của bạn sang một trong các kho của Amazon trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ, và Amazon sẽ thực hiện và bán áo thun cho bạn từ A tới Z. Và cái thứ hai là, như các bạn biết, trong Amazon là một cái nền tảng thương mại điện tử khổng lồ, trong đó có một mạng riêng bán áo thun, đó là Merch Amazon. Bạn hãy tạo một tài khoản Merch Amazon và upload cái mẫu áo thun, và Amazon cũng bán cho bạn dưới dạng là Merch Amazon và lo cho bạn từ A tới Z. Và cái thứ ba đó là bạn upload cái mẫu thun trên Custom Card, là một trong những nhà in hàng đầu của Mỹ, và Custom Card sẽ đồng bộ cái mẫu thun của bạn sang Shopify, và tự động Shopify sẽ xuất cái mẫu thun của bạn sang Amazon. Và mình có một video chia sẻ về cái cách bán thun thứ ba dạng POD này trong kênh YouTube này, mời bạn vào xem và theo dõi nếu bạn quan tâm. Còn theo bạn thì có bao nhiêu cách bán thun trên Amazon, bạn vui lòng comment phía dưới nhé.